Chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hiện tại thì Sơn Thiệu đang với em Sùng, đang có mặt tại ông Muôn nhé mọi người. Ở tuần trước ấy, thì có đưa ông đi dưới Hà Giang khám ấy, thì ông mấy ngày hôm trước thì Sơn Thiệu cũng đã đưa ông về nhà rồi. Thì hôm nay hai anh em cũng vào đây để hỏi thăm cái tình hình sức khỏe của ông. Có làm sao? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ông ăn rồi gì? Cháu chào ông nhá. Ông thấy trong người thế nào, ông khỏe hơn nhiều chứ? Ăn cơm xong rồi. Thế từ hôm đi viện về ông còn thấy chỗ nào đau trong người nữa không? Từ lúc đi bệnh viện về thì cũng nói chung cũng khỏi hẳn, nhưng mà còn một chỗ nữa là khó thở anh. Thì tại vì cái bệnh của ông ấy, cái bệnh của ông thì bác sĩ bảo là tháng nào ông cũng phải đi ra bệnh viện lấy thuốc nhá. Thì từ hôm ông về ấy thì khi khó thở thì có thể đau chuyển dây lên đầu, chuyển lên đầu xuống. Lúc nào khó thở thì ông ấy như vậy như thôi. Thì trời hôm nay cũng nắng nóng quá nhỉ, tại vì cái giường của ông ấy dưới cái bạt ấy, thì mấy hôm nay thì thời tiết là cũng bắt đầu vào nắng nóng rồi mọi người ạ. Ông cũng vãi cả mồ hôi rồi. Em xa đâu rồi nhỉ? Em ơi, về đây anh nhờ cái này cái nhá. Cái này nhá, cái giường của ông ấy ở dưới cái bạt này này, trời nóng lắm. Em xem có cái cỏ danh hoặc là đi chặt cái lá cây ấy, em để lên trên trên cái tấm bạt này nhá, để ra bên ngoài này nhá. Em cứ chặt về em vứt lên để cho khỏi nóng xuống cái giường của bố ấy. Hiện tại thì cái giường của bố ở ngay cái bạt này này, cái bạt này rất là thấp. Đấy, thì đây này quý cô bác anh chị cũng thấy ở trong nhà mà nhìn ra nó sáng quắc thế này thì tại vì hiện tại là ngoài trời đang nắng nhá mọi người. Đấy, ông ở trong nhà rất là nắng luôn. Đây. Thì mồ hôi mồ kê các thứ là vãi cả da cả áo nữa đây này. Đấy, bố là đang mệt ấy. Bố cũng chưa được khỏe hẳn lắm ấy, thì cũng em cũng cố gắng là lấy cái cỏ danh hoặc là những cái lá cây em chặt em để tạm lên trên này trước đã. Để cho bố khỏi nóng nhá, chứ bây giờ ấy, ngày nó nắng rồi nóng thế này thì bố ra hết cả mồ hôi này, ông bố lại mất nước nhá. Bố thế này thì em lấy cái nước cho bố uống nhiều vào nhá, bảo ông uống nhiều nước vào, tại vì ra mồ hôi này ông mất nước lại mệt thêm ấy nhá. Những cái đầu giường bố này em vẫn còn nhốt gà hả? Cái đầu có cái con nhốt em có nhốt bên này à? Úi dồi ôi, đừng em ơi, cái này bỏ ra ngoài đấy nhá. Không được để đầu giường bố thế này nữa đâu, tại vì cái này mất vệ sinh lắm nhá. Gà các thứ nó ỉa đái ra đây. Cái chuồng gà với chuồng vịt ấy em cứ phải bỏ hết ra ngoài, đừng để trong nhà nhá. Nó mất vệ sinh ấy. Cái này thì mình lấy ra ngoài được mà, không để trong nhà này đâu nhá. Cứ lấy ra ngoài mình làm kiên cố vào cũng không sợ mất trộm đâu. Để ở ngay đầu giường bố này, bố hiện tại cũng đang mệt và đang khó thở ấy. Em lại cứ để nhốt gà nhốt vịt ở ngay đầu giường bố ấy. Bố lại thêm mệt ấy. Ông có ăn được nhiều cơm chưa? Ăn được nhiều các thứ chưa? Mỗi lần ăn một bữa thì phải cho ăn một bát thôi. Một bát à? Thì ông phải cố gắng ăn nhiều vào nhá. Em ở nhà em phải chịu khó nấu cho bố và có thì hôm nay anh lên ấy cũng thứ nhất là từ hôm ông về thì anh cũng do là cái sông ở dưới nhà mình này nó nhiều nước quá, anh cũng chưa vào thăm ông được ấy, thì hôm nay cũng vào thăm tiện thể vào thăm ông, mới lại trao đổi với em một số việc về cái sức khỏe của ông ấy. Thì hôm nay thì anh cũng lấy vào cho
ông một dây sữa. Thế cho ông ấy. Hôm nay thì Xuân Thiệu vào đây thì cũng mua cho ông một dây thứa. Dạ vâng. Vâng, không có gì đâu ông ạ. Cũng cái này thì ông chịu khó ăn uống mới lại uống sữa vào cho khỏe nhá. À, em ấy cái giấy tờ mà hôm nọ đi viện ấy, em để đâu rồi mang đây anh bảo. Cũng nóng quá nhỉ, về thời tiết bây giờ hiện tại là cũng đã vào mùa nóng rồi nhá quý cô bác anh chị. Tại vì cái nhà em này cũng là bằng bờ lô ấy, cũng mái thấp ấy. Trên cái giường của ông lại căng cái bạt nữa. Bây giờ hiện tại trời cứ nắng nóng thế này thì ông cứ vãi cả mồ hôi. Đo anh xem nào. Đây là cái sổ điều trị. Còn cái này là cái giấy sổ các bệnh thì đi giấy bệnh viện thôi. Em nhá, cái này là cái sổ của bố em ấy thì đi ở dưới bệnh viện rồi ấy. Cái này là người ta cho cái quyển sổ này về để đi lấy thuốc ở ngoài huyện nhá. Ngoài bệnh viện trung tâm y tế của huyện Mèo Vạc ấy thì cầm cái sổ này đi ra ngoài đấy để lấy thuốc cho bố. Lấy cái sổ hộ khẩu này mới lại cái thẻ bảo hiểm ấy cầm đi theo nhá. Nếu mà em không biết thì em cứ cầm cái này ra ngoài đấy xong là em ra đấy để anh khác đưa đi nhé, đưa đi làm thủ tục để lấy thuốc cho bố. Cái này thì bác sĩ dặn là tháng nào cũng phải đi lấy thuốc cho bố. Tại vì cái bệnh của bố em ấy là phải điều trị dài ngày. Đây này, bác sĩ cho cái sổ là bệnh cần điều trị dài ngày nhé. Tháng nào cũng vẫn phải đi ra lấy thuốc cho bố để uống, không thì là bố hay bị khó thở ấy, bị mệt ấy. Cái này thì em hôm nào ấy em cầm cái sổ này, cái quyển sổ này nhá. Mấy lại cái giấy chứng minh của ông ấy, hay là cái sổ hộ khẩu ấy, không có chứng minh à, có sổ hộ khẩu đúng không? Thì em cầm cái sổ hộ khẩu của bố em ấy, mới lại cái thẻ bảo hiểm y tế mà hôm nọ đưa đi khám ấy nhá, cầm cái đấy đi xong mà ra ngoài trung tâm y tế của huyện Mèo Vạc ấy để làm thủ tục lấy thuốc cho bố hàng tháng nhá. Cái này nếu mà em không biết thì em cứ ra đấy xong là để anh sẽ bố trí đưa em đi làm thủ tục xong là lấy thuốc về cho bố uống. Cái này là tháng nào cũng vẫn phải có. Không thì là bố lại mệt đấy nhá. Bố lại mệt lại khó thở nhá. Thế em cầm cái quyển sổ này cất đi. Mai hoặc là hôm nào em có thời gian thì em cứ ra đấy xong là ra đấy nếu mà không biết thì để anh đưa đi nhá. Cái này tại vì hôm nọ anh đã đưa bố em xuống tận Hà Giang khám là điều trị về rồi. Cái này là bác sĩ người ta dặn như thế thì mình về phải theo bác sĩ, không được để bố ở trên này thì bố không có thuốc ấy, bố lại khó thở nhá. Nhà quý của bác anh chị thì Xuân Thiệu cũng vừa lên trên này để hỏi thăm cái tình trạng sức khỏe của ông Muôn. Thì hôm nay Xuân Thiệu cũng lên đây thứ nhất là để thăm tình hình sức khỏe của ông, thứ hai nữa là để báo cho gia đình và quý cô bác anh chị về cái đợt vừa rồi là ông đi dưới bệnh viện Hà Giang để khám ấy, là xem cái những cái khoản chi tiêu và viện phí vừa rồi được đi Hà Giang khám ấy. Thì qua cái video đợt trước ấy, Xuân Thiệu có chia sẻ lên thì cái gia cảnh của ông Muôn này đã ốm ấy, thì có chị Phương ở bên Mỹ, chị có gửi cho gia đình là 4.6 triệu, tức là 200 đô ấy, thì đổi ra tiền Việt là 4.6 triệu. Thì hôm Xuân Thiệu có vào để đưa ông xuống bệnh viện khám ấy, thì bệnh viện ở dưới Hà Giang thì có giữ ông lại và điều trị một tuần. Thì qua cái thời gian điều trị ấy, thì được một tuần ấy, thì có được ra viện và bây giờ Xuân Thiệu sẽ kê khai cho quý cô bác được biết là cái số tiền ông nằm viện và những cái chi tiêu khác. Thì trong cái thời gian điều trị thì có 4.6 triệu của chị Phương ở bên Mỹ gửi cho gia đình ấy, thì Xuân Thiệu có đưa ông xe vào đón ông với lại cùng hai hoàn cảnh nữa của bên kênh của em Linh Văn Bé, đó là em Hồng và anh Pó bị liệt tay ấy. Thì có 4.6 triệu của ông Muôn này thôi. Thì cái chuyến xe đấy là đi thì cũng
trích từ quỹ của ông với lại của hai bệnh nhân đấy, có đổ xăng dầu các thứ rồi đi lại ăn uống hôm đấy đi xuống bệnh viện Hà Giang thì làm thủ tục xong cho ông vào bệnh viện đấy. Thì Xuân Tiệu có đưa cho em xã là 4 triệu, hôm đấy là anh đưa cho em 4 triệu phải không? Thế cái tiền về tiền đấy còn thừa về không? Hiện tại về đến nhà còn 300.000 này. Còn 300.000 à? Thế thì tại vì những cái tiền ở dưới đấy, tiền xe đi lại rồi tiền ăn uống, cái đấy là tiền ăn uống rồi nhá. Còn tiền viện phí thì đây nhá mọi người, có cái những cái giấy tờ mà Xuân Thiệu đã trước khi ra viện Xuân Thiệu đã chụp lại đây. Thì là tổng cái số tiền mà ông nằm viện đấy là hết 5.455.000 nhé mọi người, 55.270 đồng. Cái đây là cái số tiền viện phí ở trong bệnh viện đấy, là bố em là nằm viện một tuần đấy là hết 5.455.270 đồng. Đây là cái số tiền, nhưng mà bố em ấy là có bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế dân tộc ấy, là không phải mất tiền, không phải mất tiền, được bảo hiểm chi trả là 5.309.000 nhé. Có bố em ấy là bảo hiểm chi trả hết 5.309.000. Là mình còn phải mất là những cái khoản khác, những cái này chắc là ngoài thẻ bảo hiểm y tế ấy, là 150.138 đồng, là mình còn phải mất là hơn 150.138 đồng. Thì là hôm nay anh vào anh làm thủ tục là nộp cho bệnh viện là 150.000 tròn. Đó là tất cả những cái tiền, khoản tiền mà anh đưa cho em ấy là 4 triệu ấy, là đấy là em chỉ mất chi phí ăn uống rồi tiền xe đi lại các thứ mà mua đồ đạc quần áo hôm mua cho em ấy. Thì là ở dưới bệnh viện đấy là cái số tiền là 4.6 triệu mà đổ xăng rồi các thứ đi đường ấy thì là mất đi 600.000 rồi. Hôm đấy là đổ là tổng cái chuyến xe đấy đi có 3 trường hợp là hết 2.1 triệu cơ, nhưng mà thôi tại vì bố của em ấy, em anh thấy là cái tình trạng nó nặng quá ấy. Thì xuống hôm đấy xuống thì anh cũng chỉ lấy 600.000 ra để làm cái đóng vào cái quỹ ấy, đi đường ấy, đổ xăng dầu thôi. Hai hôm đấy là đổ hết 2.1 triệu, 2.1 triệu chia ba ra thì là mỗi nhà đã mất đi 700.000 rồi, nhưng mà anh vẫn đưa cho em là 4 triệu đồng chẵn phải không? Hôm đấy là anh đưa cho em 4 triệu đồng chẵn. Đấy là anh đã bàn giao cái số tiền đấy cho em rồi, còn ở dưới đấy thì em chi tiêu rồi ăn uống các thứ nhiều khoản, hai bố con ở dưới đấy thì bây giờ còn thừa bao nhiêu ấy thì em cứ giữ lại để chi những cái khoản cần thiết cho bố ấy, mua ít thịt hoặc là ít thứ khác ấy, cho bố nhé. Còn đấy nha, còn thừa là về đến nhà là còn thừa 300.000 gì. Thế hôm hai bố con ấy về mất bao nhiêu tiền xe? Hai người thì về thì miều bạc về đây là mất 250.000. Hai người mất 250.000. Vâng. Hai người là 250 hay là 250 một người? 250 cả. Cả hai người là mất 250 à? Đây là những cái chi phí từ xe cộ rồi ăn uống rồi nói chung là ở dưới bệnh viện đấy, chỉ được những cái trong khuôn viên bệnh viện nằm trong cái thẻ bảo hiểm y tế thôi thì không phải mất tiền, còn những cái ngoài ra, những cái ngoài luồng, ngoài thẻ bảo hiểm y tế rồi như là ăn uống này và các chi phí sinh hoạt khác, nước nôi rồi mọi thứ, nói chung là bây giờ quý cô bác anh chị cũng biết ấy, là cái gì cũng đắt đỏ, nên là đưa cho em 4 triệu mà em về đến nhà mà vẫn còn thừa là 300.000, đấy là một cái không phải là không phải tìm tiền ra để đi ấy nữa là quá tốt rồi. Cũng xin cảm ơn chị Phương đã có cái tâm lòng hảo tâm là đã gửi tặng trao 4.6 triệu cho gia đình ấy. Vừa rồi thì em với bố đi viện ấy, thì cũng là chỉ sử dụng cái số tiền của chị Phương thôi, 4.6 triệu ấy thì
anh đưa cho em là 4 triệu ấy. Còn 600 nghìn thì là đổ xe xăng, xe răng dầu các thứ đi lại rồi ăn uống dọc đường ấy. Thì cũng may là cái khoản tiền ấy cũng vừa đủ cho hai bố con em là ở dưới bệnh viện trong thời gian một tuần đấy. Cũng rất là may mắn là cũng không phải tìm thêm cái nguồn tiền khác để mà cho gia đình em thôi. Cũng là cái rất may nhá. Thì qua cái video này Xuân Thiệu cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chị Phương ở bên Mỹ đã gửi cho gia đình em Sà với ông Muôn cái số tiền là 200 đô để ông có thể đến bệnh viện khám kịp thời và được điều trị. Hiện tại thì cái thể trạng của ông cũng khá lên rồi. Nhưng mà cái căn bệnh của ông đó là bị mãn tính ấy, nên là cũng vẫn phải dùng thuốc hàng tháng. Đây nhá, cái sổ đấy là hôm nào em có thời gian em cứ ra đấy nhá, ra huyện để lấy thuốc cho bố nhá. Nói chung thì cũng phải nhờ vào anh là thủ tục cho đi mua thuốc xe hàng tháng. Cái đấy không sao đâu, em cứ ra đấy nhá, không sợ đâu. Nếu thì anh, ông ấy hỏi em là nếu như để anh Sà đi theo có được không ạ? Anh Sà đi, hiện tại thì em cứ cầm cái giấy tờ của bố ra, ra cho. Để anh Sà đi theo có bố được. Hiện tại thì bố em ấy cứ còn mệt thế này, chưa đi lại được á. Lại em cho bố thì kê. Anh ấy chỉ muốn nếu một cái à. Nếu như không, cái gì muốn vui là đó. Mong là rất vui khi ông ấy được điều trị trong bệnh viện về khỏi lên một chút. Thì ông cũng cảm ơn chị Phương rất nhiều và chúc chị nhiều may mắn làm việc thành công cho công việc sau này. Cái này thì chị Phương có những tấm lòng cao cả, cũng gửi cái món quà rất là ý nghĩa đến với ông được kịp thời. Cũng may là đưa ông đi đến bệnh viện khám chữa kịp thời. Hiện tại bây giờ ông đã khá lên khá nhiều rồi mọi người. Nhớ ông cứ giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Thì xác định là ông vẫn chưa điều trị dài ngày mà. Vâng. Ông cứ giữ gìn sức khỏe thì hôm nay cháu vào thăm ông vậy thôi, và cũng để báo cho ông về cái những cái vừa rồi ông con đi viện ấy, ông với lại em Sà cháu đưa xuống viện ấy, thì những cái chi phí rồi những cái tiền mà các thứ ấy là mình không phải mất cái gì đâu ông nhá. Nhà ông ấy không phải mất cái gì đâu, không phải mất tiền đâu nhá. Cho ném một ít xí mà này, cho một người có như chồng nào ném một lọ. Cho ném một chồng nào lọ thì người ném chỉ như ít đấy, cũng khó chịu luôn. Chỉ có một khó chịu là tàu này thế nào mà. Cái lọ được sáu sinh tàu từ mua này. Và anh ném. Ông hải nữa là cũng mua đã uống. Ông hải luôn. Chè hải luôn mà chè lòng mua từ nhỉ chú chè sáu sinh này. Tôi ba khẩu chỉ khẩu cũng có rong rỉ nào mà rong rỉ chỉ xuất sinh này có thể là luôn này như chỉ luôn này luôn này khẩu cũng lòng tâm chỉ có cũng rong gì chứ mà thì hôm nay thì em cũng tiện xin thay mặt ông cảm ơn chị Phương vì ông ấy dịch là ông ấy rất vui khi có chị Phương gửi cho ông ấy ít tiền đi chữa bệnh. Nếu không thì bây giờ ông không ra hiệu quả như thế nào. Thế thì ông ấy rất vui khi có chị Phương hỗ trợ ông đi ra khám bệnh. Rồi về thì ông ấy có một lời cảm ơn chị rất nhiều. Mong chị gặp được nhiều may mắn và cuộc sống vui tốt đẹp trong sau này. Thì cũng Xuân Thiệu cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến chị Phương cùng toàn thể gia đình chị là luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Cũng qua cái video này cũng xin được cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân, các ông các bà, các quý cô bác anh chị cùng toàn thể quán thính giả trên kênh Xuân Thiệu TV trong thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ Xuân Thiệu và ủng hộ cho gia đình ông già Mỹ Muôn này, để cho ông có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trước mắt. Hiện tại thì ông đã
tạm ổn rồi. Trong cái thời gian sắp tới thì ông cũng chỉ đi lấy thuốc về để điều trị tại nhà thôi, cũng không phải là đi bệnh viện điều trị nữa, tại vì là cũng đã có cái sổ ấy về huyện để hàng tháng ông ra huyện để lĩnh thuốc thôi, về nhà ông sử dụng tại nhà. Cái này thì Xuân Thiệu sẽ hôm nào em xả em nhé, hôm nào em ra đấy thì anh sẽ đưa em vào cái trung tâm y tế của huyện Mèo Vạc ấy để làm thủ tục lấy thuốc. Xong như thế nào ấy, về anh sẽ hướng dẫn sau nhé. Hôm nào có thuốc mà bác sĩ cho ấy, thì anh về anh sẽ hướng dẫn sau nhé. Thì ông nhá, bây giờ thì anh em con lên trên này thăm sức khỏe của ông vậy thôi nhá. Để hôm khác thì cháu lại lên tiếp nhá. Bây giờ cháu cũng xin phép là cháu đi về thôi nhá. Anh em cũng xin phép về. Ừ, tôi xóa ít kẻ giới rồi đó mũ. Ít mũ nhá, mặt đó bỏ. Ừ, mà nếu cho mũ rồi. Vâng, 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 cháu về nhá ông nhá. Vâng, vâng. Vâng, 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 không có gì đâu ông ạ nhá. Vâng, vâng. Ông giữ gìn sức khỏe nhá. Ông ấy mong bất bản cho anh. Không có gì đâu ông ạ. Không, không, không có gì đâu ông ạ. Vâng, vâng. Vâng, nhá, đâu thế như vậy thôi nhá. Thì hôm nào có thời gian thì em cứ ra đấy nhá. Vâng, vâng, vâng. À, thôi bây giờ anh em mình cũng xin phép. Vâng. Thì sau đây thì trước khi đi về thì em Sùng cũng muốn cho quý các mệnh thường quân cô chú bác hỗ trợ kênh Xuân Thiệu TV một chung và một thông báo để được chia sẻ những cái video mới nhất của Xuân Thiệu. Thế là được rồi. Sùng cũng xin cảm ơn. Cảm ơn em nhé. Vâng. Thế bây giờ mình cũng xin phép gia đình thôi nhỉ. Xuân Thiệu với lại em Sùng cũng xin phép khép lại cái video ngắn của mình tại đây. Chào quý anh chị và tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.